Rồi xin chào các bạn đã đến với kênh Nhâm Trần FV nha. Hôm nay mình chia sẻ món chân móng giò heo kho sả ớt. Món ăn có cái vị thơm từ sả, cây nhẹ của ớt, thịt móng giò dẻo, ngon, mềm, thấm gia vị đậm đà. Ăn với lại cơm nóng rất là tuyệt luôn. Rồi thì bây giờ cách làm chi tiết như thế nào, xin mời các bạn xem nha. Đây là những nguyên liệu chính của mình chuẩn bị gồm có như sau. Móng chân giò heo mình mua 4 cái khoảng chừng 1,4 kg. Mua về rồi mình cũng đã rửa sơ với lại nước muối, sau đó rồi chặt đoạn khoảng chừng 5cm để sẵn. Lát nữa mình còn đem sơ chế tiếp nữa nha. Sả khoảng chừng 8 cây, cân lên khoảng 100g. Có 3 cái ớt sườn không cây, khoảng chừng 45g. Một muỗng cà phê ớt bột loại cây các bạn. Thêm 50g hành tím. Và có vài tép tỏi nè, khoảng chừng 30g. Nguyên liệu chính của mình cũng đã chuẩn bị xong. Bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết nữa nha. Mình đã chuẩn bị nồi nước 2 lít, cho vô đây là 5 củ hành tím đập dập nè. Sau đó nêm vô 1 muỗng cà phê muối. Rượu trắng nè, cho vô là 2 muỗng canh đầy. Mình sẽ cho cái chân móng giò vô để mình trộn nha các bạn. Đó, cho hết 1,4 kg luôn. Rồi lúc này mình bật lửa lên để cho sôi. Rồi lát nữa mình đem mình rửa lại, xả lại rồi hãy đem đi nấu nha các bạn. Ở trong thời gian chờ lấy xả ra đập dập nè. Sau đó mình lấy 3 cây đem cắt đoạn. Rồi kia mình để riêng nè. Còn lượng sả còn lại đem ra cắt lát mỏng luôn nha các bạn. Cắt hết luôn để lát nữa mình nấu chung lên nó cho nó được thơm. Ớt sừng không cây đem ra cắt lát mỏng luôn nè. Ớt này thì mình bỏ hàng, sau đó mình cắt như vậy. Hành tím cũng đem ra cắt lát hết nè. Sau đó rồi mình băm nhỏ nha. Tỏi đem ra cũng cắt lát luôn nè. Cũng băm nhỏ luôn các bạn, để lát nữa mình nấu chung lên cho thơm. Rồi như vậy là các cái gia vị nấu kèm mình đã sơ chế xong rồi đó các bạn. Quay lại cái nồi nước nè, nó đã sôi mạnh lắm rồi đó. Khoảng chừng 2 phút rồi đó các bạn. Mình vớt hết ra luôn nha. Qua cái thau nước mình đã chuẩn bị nè. Rồi bây giờ mình rửa lại nha. Vớt xong rồi khi mình cho qua rửa xả lại. Tiếp tục xả vô một nước nữa mình rửa. Nó thì đối với cái móng giò heo mình mua về cũng đã cạo bỏ lông phía bên trong rồi, cái cũng đã rửa nước muối loãng rồi để ráo nước. Sau đó rồi khi mình chặt đoạn ra như vậy nè. Thì mình sẽ sơ chế kỹ kỹ một chút cho nó được thơm nha các bạn. Nó trụng xong rồi mình rửa như vậy cho nó được sạch nè. Đó, như vậy là cái móng chân giò mình cũng đã rửa xong rồi đó. Và bây giờ mình bắt cái nồi lên nè. Cho vô đây dầu ăn khoảng chừng 100g, cỡ gần đầy cái chén nhỏ các bạn. Đường cắt trắng, cho vô đây là 3 muỗng canh nha. Để mình thắng cái nước màu. 3 muỗng nè. Rồi, bật lửa lớn luôn. Đó, khuấy mình cứ khuấy như vậy. Đẩy lên cái màu nâu cánh gián nha các bạn. Đó, khi mình thấy nè, nó đã nổi bong bóng như vậy là tắt bếp liền luôn nha. Đó, tắt xong là mình cứ khuấy đều như vậy. Cho xả vô nè. Đó, xả băm khoảng chừng 60g. Rồi mình xào thơm lên trước nha. Đó, mình sẽ xào thơm xả trước rồi cho các cái gia vị vô sau. Đó, lúc này đã nghe mùi thơm rồi nè. Tiếp tục cho thêm hành tím băm nữa nè. Khoảng chừng 50g cho hết luôn. Tỏi băm nữa nè. Khoảng chừng 30g. Thêm cái ớt sườn không cây cắt nhỏ lúc nãy á, cho hết vô. Mình sẽ xào cái hỗn hợp xả, hành, tỏi, ớt như vậy cho thơm lên nha. Mình cứ canh lửa vừa thôi, mình xào thơm như vậy là được rồi nè. Tiếp tục cho vô ớt bột, một muỗng cà phê nè, để cho có cái vị cay cay cho nó ngon. Rồi xào lên. Đó, lúc này mình thấy nghe mùi thơm rồi, tắt bếp nha. Nêm nếm vô là 5 muỗng canh nước mắm. 5 muỗng nè. Nước tương mình cho 1 muỗng canh đầy luôn để cho thơm. Thêm dầu hào 1 muỗng canh đầy luôn. Tương ớt mình cho vô đây là 2 muỗng canh đầy luôn nha các bạn. Đó, 2 muỗng để cho tạo cái độ sánh dẻo và màu đẹp. Thêm hạt nêm 1 muỗng cà phê nè. Tiêu xay 1 nửa muỗng cà phê. Bột ngọt 1 nửa muỗng cà phê nè. Thêm khoảng chừng 1 nửa muỗng cà phê muối.
Rồi bật lửa sôi lên rồi cái mình khuấy như vậy để cho tan gia vị ra nha. Đó, lúc này mình thấy đã tan hết gia vị ra rồi. Bây giờ cho cái móng giò vô để mình xào trước. Ở chân móng giò heo thì mình cho hết 1.4 kg vô luôn nè. Rồi canh lửa vừa xào như vậy. Đó, mình cứ đảo lên để cho các cái móng giò này ép một cái lớp gia vị dầu cho được thơm và lên cái màu cho được hấp dẫn trước nha các bạn. Thì mình cứ xào như vậy khoảng chừng 2-3 phút mình thấy nè, đó, bên ngoài cũng đã sang thấm thơm cái gia vị rồi. Còn bên dưới đó, các cái dầu và gia vị cũng đã cạn rút như vậy nè. Là được nha, đó mình không có xào nữa thì nó sẽ bị cháy. Cho nước vô. Nước lọc nè, mình canh cái lượng nước khoảng chừng 2 lít. Đó, cho vô để mình kho cạn nữa là vừa. Giảm lửa xuống vừa vừa như vậy nè. Đó, rồi. Cái mình cho xả đập dập cái khúc 3 cây lúc nãy nè, cho hết vô luôn nha. Đậy nắp lại như vậy nè. Đó, mình sẽ đậy nắp lại hờ hờ hé hé như vậy nè, để mình kho cho cạn nước xuống là cái chân móng giò chín lửa là vừa các bạn. Rồi, cái nồi chân giò mình đã kho được 1.5 tiếng rồi nè. Đó. Nước cũng đã cạn xuống. Lúc này bờ thịt bên trong cũng đã chín rồi đó các bạn. Để cho mình ghim nè, rất là mềm luôn nha, thịt bên trong nghe mùi xả rất là thơm luôn á. Với cái móng giò thì mình chặt ra như vậy mình kho nó cũng nhanh chín lắm á các bạn. Đó, như vậy là được rồi nè. Để mình chuẩn bị cho vô đây thêm vài cái ớt nữa rồi nấu thêm chút nữa nha. Ớt cây nè mình cho vài trái vô. Đó, cái này thì cũng tùy sử dụng nha các bạn. Rồi cái mình bật lửa sôi vừa vừa thêm vài phút nữa là cái mình dọn ra. Đó, cái lúc này á, cái miếng thịt cũng đã chín mềm, nghe cái mùi thơm của xả bên trong rất là hấp dẫn rồi đó các bạn. À, như vậy là được rồi nè, để mình dọn ra nha. Phía bên trong á, cái lượng nước mình để lại nó vừa hơi sắp sắp như vậy là được, để lát nữa nó áo lên cái miếng thịt đó cho nó được ngon, với lại mình chan thêm cho nó được đậm đà nha các bạn. Với cách làm rất là đơn giản nè, mình có được một cái món chân móng giò heo kho xả ớt trông rất là hấp dẫn. Mình múc ra mà cái mùi xả này thịt này rất là thơm. Như vậy là cái món móng giò heo kho xả ớt của mình đã dọn xong. Xin mời các bạn dùng nha. Để mình gấp lên rồi ăn thử coi nói sao nè. Rồi xin mời các bạn nha, để mình ăn nha. Thịt mềm thơm, thấm gia vị đậm đà, ăn ngon lắm á các bạn. Để mình ăn nữa nè. Hả, khi mình ăn cái miếng thịt nó rất là mềm này, có độ dẻo dẻo, thơm mùi xả, cay nhẹ của ớt nè. Thịt thấm ngon lắm luôn các bạn. Video clip của mình cũng đã kết thúc ở đây. Nếu các bạn coi thấy hay, vui thì hãy nhấn like rồi nhấn đăng ký kênh và chia sẻ đến mọi người cùng coi trên YouTube nha các bạn. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn nha.